anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía tây bắc thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km anh chị nhé. Và ngày hôm nay Biển Xanh ở đây để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một lô đất đặc biệt có mặt tiền là view công viên và cách với công viên lớn, công viên 7 kỳ quan thế giới chỉ có 100 m anh chị. Khu vực dân cư, nhà cửa đang xây dựng rất là nhiều. Đây chính là cái khu vực mà rất là hiếm sản phẩm anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay Biển Xanh muốn chia sẻ đến quý anh chị mình lại là một lô đất gần công viên 7 kỳ quan, và trước mặt của lô đất này lại là một cái công viên view công viên, và lô này có cái chiều ngang 5 cho nên rất là đẹp anh chị nhé. Ngang 5, dài 14.5, tổng diện tích trên sổ nó là 72,5 m², một lô hướng tây vô cùng là phù hợp cho những quý anh chị mà thuộc mệnh tây tứ trạch. Ở đây thì có một cái công viên nhỏ cho nên chúng ta mua cái lô đất này, quý anh chị mình xây nhà an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời thì cái vị trí này nó rất là thông thoáng và đẹp quý anh chị nhé. Ở đây cũng đang xây nhà cửa, dân sinh mọc lên rất là nhiều. Trước màn hình ống kính camera quý anh chị thấy đây chính là cái công viên. Và từ công viên 7 kỳ quan thế giới quý anh chị chạy ra tới vị trí bất động sản ngày hôm nay chỉ 100 m quý anh chị. Ở đây nhà cửa mọc kín rồi, ngay bên cạnh đây người ta cũng đang xây nhà quý anh chị nhé. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ xác định ranh vị trí cho chúng ta. Lô đất ngày hôm nay là từ cái cây này đo sang là 5 m và chạy dài xuống phía sau là 14.5. Ở đây thì chủ đầu tư người ta có đóng cọc bê tông rồi quý anh chị nhé. Từ cọc này đo sang bên kia là 5 m và chạy dài xuống phía dưới là 14.5. Lô đất này rất là cao ráo quý anh chị nhé. Cao ráo bằng với vỉa hè rồi cho nên cái lô này rất là đẹp cho quý anh chị mua để dành, mua đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp. Và lô này có giá vô cùng là rẻ, chỉ có 1,2 tỷ Việt Nam đồng, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Và từ đường kênh du lịch sông Trăng chạy vào tới đây là một con đường thẳng quý anh chị nhé. Nhà cửa ở đây mọc lên như nấm rất là đông. Từ con đường bên tay trái này quý anh chị mình chạy vào 100 m là tới công viên 7 kỳ quan thế giới. 5 x 14.5, một lô đất vô cùng là thoáng như trên màn hình quý anh chị mình nhìn thấy. Lô đất này rất là đẹp, hướng tây, ngang 5, dài 14.5. Tổng diện tích trên sổ là 72,5 m² quý anh chị nhé. Thổ cư 100% sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Có lòng đường nhựa rộng 7 m, vỉa hè bên công viên là 6 m và vỉa hè bên lô đất là 3 m. Lô đất này phía trước có công viên cho nên chúng ta không bị che chắn bởi nhà của phía trước, rất là thoáng và không. Dân cư rất là đông, 1,2 tỷ Việt Nam đồng, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị nào quan tâm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline Biển Xanh để trên màn hình quý anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bởi có sức khỏe là có tất cả. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được tạm dừng video clip này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong nhiều video kế tiếp.